một nghề có sự kết hợp giữa kỹ thuật và mỹ thuật, kiến tạo nên những không gian sống mang dấu ấn riêng biệt. Đó là nghề nào vậy? Câu chuyện nghề mà ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cho các bạn đó chính là một nghề rất thú vị và đầy tính sáng tạo, đem đến cho chúng ta những không gian sống thật là tuyệt vời. Đó chính là nghề kiến trúc sư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với kiến trúc sư Ngô Doãn Thành. Chào anh Thành. Chào Hoài Thu. Chào quý vị khán giả. Và anh Thành này, anh Thành có thể chia sẻ cho Hoài Thu cũng như là quý vị khán giả được hiểu hơn về nghề kiến trúc sư ạ? Xin chia sẻ với Thu về một câu nói rất nổi tiếng của kiến trúc sư Le Corbusier. Đấy là kiến trúc sư cần hội tụ của ba yếu tố. Đấy là bàn tay của một người họa sĩ, tâm hồn của một nhà thơ và cái đầu của một nhà khoa học. Nghề kiến trúc sư là một nghề vô cùng đặc biệt, bao gồm cả hai yếu tố là yếu tố thẩm mỹ và yếu tố kỹ thuật. Bởi vậy nên là trong ngành kiến trúc sư thì trước giờ là không có thần đồng, mà là một cả một quá trình trau dồi kiến trúc liên tục. Và nghề kiến trúc sư thì có từ khi nào, cũng như là những giai đoạn thay đổi của nghề trong những cái năm qua? Nghề kiến trúc sư thì có hình thành lịch sử thì rất là lâu rồi. Ngay từ khi mà con người sống ở trong từ hang động cho tới những cái công trình về kim tự tháp vĩ đại cách đây 3.000 năm, và cho tới cái kiến trúc hiện đại và đương đại bây giờ, thì nghề kiến trúc sư luôn đi liền với lại sự hình thành của xã hội. Ban đầu cái quan niệm về kiến trúc ấy, đó là kiến trúc chỉ là một cái máy để mà ở, là một cỗ máy để ở khi mà các công năng bên trong được phân chia một cách chính xác, phù hợp với lại chủ nhà. Nhưng mà xu hướng những năm gần đây ấy, thì ngoài việc sống trong một ngôi nhà khô khan và mọi thứ đều chính xác như ý muốn, thì người ta muốn hướng tới một cái không gian nó đẹp hơn, sinh động hơn. Bởi cái cuộc sống công nghiệp ấy thì mọi người thì đi làm rất là vất vả, thì khi mà người ta tạo ra những ngôi nhà để khiến cho buổi tối gia đình vợ con mong muốn được trở về nhà và sống đầm ấm bên nhau, thì cái tái tạo không gian trong kiến trúc bây giờ thì vô cùng quan trọng. Công việc của một kiến trúc sư là kiến tạo không gian, công năng, hình thức, cấu trúc của công trình và cung cấp những giải pháp về kiến trúc ở tất cả các lĩnh vực xây dựng khác nhau. Một người kiến trúc sư với tư duy cảm thụ thị giác đặc biệt trong sắp xếp tổ chức không gian sẽ tạo ra những không gian sống đẹp và sinh động, mang đến cảm hứng cho người sử dụng. Vậy thì để tạo nên được một bản vẽ thiết kế kiến trúc thì chúng ta cần trải qua những giai đoạn nào anh Thành? Trước tiên thì phải tôn trọng chủ đầu tư bằng cách tiếp nhận ý tưởng từ chủ đầu tư. Cái thứ hai là sau khi mà mình tiếp nhận ý tưởng từ chủ đầu tư rồi thì mình sẽ khảo sát khu vực vị trí địa lý xây dựng khu đất, bao gồm có cảnh quan thiên nhiên này, sông ngòi, đường xá, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện này và địa tầng khu vực đấy ra sao. Sau khi mà đã có được tất cả các data mà chủ dư yêu cầu cũng như mà mình khảo sát thêm, thì trên cơ sở đấy thì mình sẽ tiến hành bước thiết kế concept hay còn gọi thiết kế ý tưởng. Thì sau khi thiết kế ý tưởng thì mình xong thì mình sẽ triển khai các một phần thiết kế tiếp theo, đấy là thiết kế bản vẽ cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công. Người kiến trúc sư sẽ phải lên concept ý tưởng bằng các bản vẽ 2D, 3D, thậm chí là làm mô hình công trình để trình bày ý tưởng của mình. Đang nằm ở giai đoạn chính xác là giai đoạn thiết kế ý tưởng. Thì cũng giống như là thiết kế ô tô ấy, thì mình cũng phải ban đầu phải thiết kế những cái hình hài trên 2D, sau đó là thậm chí phải sử dụng đất sét để cắt gọt để tạo hình khối, và chi tiết hơn mà mình sẽ sử dụng những cái tấm bìa Formex và làm mô hình giống như các dự án. Tiếp theo đấy thì sau khi mà làm việc hai bên chủ đầu tư, bao gồm bản vẽ 2D, bản vẽ 3D và mô hình để có cái nhìn trực quan nhất, thì mình sau khi duyệt được rồi thì mình sẽ làm các bước tiếp theo. Trong việc chúng ta thiết kế một ngôi nhà ấy, thì có những điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý đến phong thủy không anh Thành? Đây là một vấn đề rất là hay, và có lẽ là ở Á Đông mình cũng như ở Việt Nam mình thì vô cùng quan trọng.
Phong thủy ấy thì nó gắn liền với sự phát triển của kiến trúc, và đối với cái quan niệm Hà Đông của mình ấy thì một phong thủy của một nhà có tốt ấy, nó sẽ quyết định được yếu tố là gia đình có thành đạt hay không, sức khỏe của mọi người trong gia đình có tốt hay không, và con cái các thứ sau này lớn lên phát triển như thế nào. Vậy nên là yếu tố phong thủy là rất quan trọng. Ngoài ra trong đấy thì còn vô vàn các yếu tố về mặt phong thủy khác mà người ta kiêng kỵ, thì những cái điều này kiến trúc sư đều phải nắm được cả. Theo anh Thành thì một người kiến trúc sư cần có những kỹ năng và tố chất gì ạ? Điều đầu tiên mình cần đấy là sự đam mê, cả một quá trình rèn luyện liên tục ngay từ lúc thi vào trường, phải quá trình học tập và thị giác, phải học tập luyện vẽ rất là lâu, vẽ mỹ thuật rất nhiều này, yếu tố kỹ thuật như là kết cấu này, thông gió này, lấy sáng này, cảnh quan này, âm thanh này. Thì đặc biệt trong cái môi trường khí hậu Việt Nam mình vô cùng khắc nghiệt, thì cái việc mà những cái yếu tố như mà yếu tố thông gió, yếu tố lấy sáng thì vô cùng quan trọng để con người có thể sống được hài hòa trong cái không gian đấy. Kiến trúc sư còn phải nắm chắc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, xây dựng, vật liệu, môi trường, đồ họa. Khả năng tổ chức chủ trì kết nối các bộ môn chuyên ngành khác liên quan với ngành xây dựng. Vì vậy, để trở thành một người kiến trúc sư cần có rất nhiều tố chất. Kiến trúc sư hay nói khác hơn là tổng công trình sư, thì mình cần đòi hỏi rất là nhiều yếu tố về 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 con người, ngay từ những khâu đầu tiên như tiếp xúc khách hàng, làm việc với chủ đầu tư, rồi sau đó thì lên phương án, phác thảo ý tưởng, lên phương án concept, vân vân và vân vân để tạo nên một bộ hồ sơ. Thì những cái yếu tố khác là kỹ năng mềm này, nghiên cứu về mặt phong thủy này, và nghiên cứu về văn hóa sống vô cùng quan trọng, bởi vì là mỗi một đô thị người ta sẽ có những cái văn hóa khác nhau, chứ không thể đô thị này giống đô thị kia được. Các khu quy hoạch thì kiến trúc chính là một bộ mặt của xã hội, phản ánh cho cái trình độ nhận thức, trình độ văn hóa tại cái khu vực và vùng miền đấy. Nên là khi mà đối với một công trình dự án lớn như một quy hoạch đô thị hay những cái công trình thể thao, công trình bảo tàng, công trình khách sạn, thì là vô cùng là quan trọng đối với lại sự phát triển của xã hội. Và hẳn là một nghề nào thì cũng sẽ có những cái áp lực riêng. Còn riêng đối với nghề kiến trúc sư thì sao ạ? Áp lực của nghề là gì theo anh? Trước hết về mặt xã hội thì những công trình của kiến trúc sư ấy là nó phản ánh sâu sắc về mặt dân trí và nhận thức ở khu vực đấy. Đối với những cái dự án về mặt quy hoạch thì đặc biệt cần phải càng nghiên cứu hơn để nó phù hợp với địa hình này, phù hợp với văn hóa sống ở khu vực từng nơi. Nên là trách nhiệm thành công hay không thành công của một đô thị thì phụ thuộc hoàn toàn là vào kiến trúc sư. Đấy là về mặt quy mô lớn, còn là về mặt quy mô nhỏ thì đấy là cái công trình nhà dân. Thì theo mình thì mỗi công trình đó là một tác phẩm, không phân biệt là to hay nhỏ. Đôi khi trong cuộc đời Hoài Thu ấy, có khi chắc em cũng chỉ xây đến 3 đến 5 ngôi nhà thôi cũng không thể hơn được. Thì những cái ngôi nhà mà bạn xây như thế thì đôi lúc như ở Việt Nam mình ấy thì nó là toàn bộ gia tài của mình rồi, thậm chí là bạn phải đi vay thêm. Thành ra là trách nhiệm trong kiến trúc sư của mình thiết kế một căn nhà cho bạn sao cho nó hợp lý hài hòa là lại càng gánh nặng trên đôi vai của mình nữa. Ngoài những cái công việc mà mình phải làm ở văn phòng, phải thuyết phục chủ đầu tư, phải làm việc ở ngoài công trường để kiểm soát việc thi công chính xác hay không, thì còn là rất rất là nhiều những cái áp lực khác lên đôi vai của kiến trúc sư. Giới thiệu với Thu, đây là một cái không gian nội thất mà đang hoàn thiện. Thì không gian nội thất này là thiết kế theo cái trường phái kiến trúc hiện đại. Thì ở đây đang hoàn thiện được khoảng độ là 50% rồi, không gian bên trong rồi. Thì khi mà ra công trường thì bên mình vẫn thường xuyên kiểm soát những cái chất lượng và chất lượng thi công cũng như là chất lượng và hình thức cũng giống như ví dụ là cái chiều cao này đang là 2m2 này, trừ đi khuôn cỡ là 5 phân là còn 2m15 thì là đảm bảo, bởi vì cái số 2m15 ấy là cái số mà về phong thủy là tốt theo thức lúc ban rồi, quan niệm của châu Á của mình. Thì ngay kể cả những cái chi tiết nhỏ nhất là mình cũng phải kiểm soát đến chính xác từng mm một.
Vậy là đối với các kiến trúc sư là không chỉ làm việc trên bản giấy, mà khi mà chúng ta đã bàn giao bản giấy rồi thì chúng ta vẫn phải luôn luôn ra công trường để kiểm soát được tất cả những cái chi tiết trong thi công, đúng không ạ? Và trong quá trình thi công thì chúng ta có hay phải thay đổi thiết kế một chút theo cái tình hình thực tế không anh? Việc thay đổi kiến trúc thay theo tình hình thực tế là rất là cần thiết, trong trường hợp là một số vấn đề trên bản vẽ mình cũng không thể kiểm soát hết được, và có thể một số cái lỗi, điều đấy là không thể tránh được. Thì khi mà mình bám sát ngoài công trường như thế này thì có những cái vấn đề gì thì kiến trúc sư sẽ chủ động điều chỉnh sao cho hợp lý và hài hòa nhất. Như vậy công việc của một người kiến trúc sư sẽ kéo dài từ lúc bắt đầu lên ý tưởng công trình cho đến khi công trình được hoàn thiện và bàn giao tới chủ đầu tư đúng như bản vẽ thiết kế thi công. Anh có câu chuyện nào khi mà anh theo đuổi nghề mà anh muốn chia sẻ với Hoài Thu cũng như là quý vị khán giả không ạ? Cả những khó khăn, vất vả, những thành công hay thất bại của mình. Khi mà mình kiến tạo nên các cấu trúc mới như thế thì ban đầu mọi người rất là khó tiếp nhận, bởi những hình thái nó lạ, công trình thiết kế nó không phải là mình vay mượn từ công trình này sang công trình khác, mà đấy là thể hiện cái sáng tác riêng của mình, nên là gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong quá trình mà mình truyền đạt những cái ý tưởng của mình cho mọi người. Nhưng mà thôi, dần dần thì mọi người sẽ hiểu, nhưng không phải lúc nào cũng thành công được. Một người kiến trúc sư thì sẽ phải làm như thế nào để chúng ta có thể bắt kịp được những xu hướng mới của thế giới, cũng như là phải luôn luôn tái tạo lại cái năng lượng của mình, cái nguồn cảm hứng của mình? Kiến trúc thế giới hiện nay đang đi rất xa so với kiến trúc Việt Nam rồi. Có thể là đi xa hàng trăm năm. Vì cái khoảng cách rất xa lên như thế thì mình không cổ xí cho việc ăn cắp hay nhái những cái ý tưởng. Nhưng mà việc mình nên học tập những cái công trình ở nước ngoài rất là nhiều. Trên cơ sở đấy mình biến tấu sao cho nó phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam. Bởi vì kiến trúc ở bên nước ngoài thì người ta đã tiến một bước rất là xa. Niềm vui lớn nhất trong nghề kiến trúc sư theo mình có lẽ là đấy là giống như bạn sinh ra một đứa con, thì cái việc một công trình một mình sáng tác ra nó giống như là việc mình thai nghén ra một đứa con như thế. Vì thì khi mà một đứa con mình đẻ ra được nguyên vẹn hình hài, được ghi dấu ấn trong xã hội và được nhiều người biết đến thì đấy là niềm hạnh phúc nhất.